La 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 la. Qua nhà Simmy để mua trà sữa uống thôi. Hay trời, thèm trà sữa quá. Ủa mọi người đang làm gì ta? Mọi người cố gắng bình tĩnh thôi nha. Biết rồi. Anh Siro. Ủa Sammy, Simmy, ủa mọi người đang làm gì vậy? À, tập vẽ nè. Không phải vậy hả? Đang tập vẽ hả? Đâu cho coi. Wow, vẽ bức tranh đẹp quá vậy. Trời ơi, Sammy cũng biết vẽ luôn hả? Đẹp vậy. Tất nhiên rồi, tôi mà lại sao không biết được. Ok đó. Ok rồi, còn anh Rô sao coi. Ui, anh Rô cũng vẽ đẹp quá nè. Trời ơi, ủa cái nhân vật này là ai vậy anh Rô? Vậy em nói gì chút khỏe mà cái ảnh này ảnh mẫu ơi bà. Hả gì? Ảnh mẫu hả? Ủa vậy là nào? Không phải là Rô vẽ hả? À, bên kia cũng ảnh mẫu thôi, có phải vậy không? Ủa vậy hả? Trời ơi, Sammy xào, cái này có phải Sammy vẽ đâu, cái này là ảnh mẫu mà, tào lao. Ồ. Rô giáo viên quá. Trời ơi, rồi ok rồi, để mình xem coi. Ờ, còn cái này cái gì đây? Ủa, Simmy, sao bà không vẽ, bà ngồi bà ăn kem vậy? Ủa trời, tôi vậy? Là giáo viên, tôi đó chị hai người này cắt tô màu đấy. À, Simmy làm giáo viên hả? Wow, vậy có nghĩa là mọi người đang làm một cái lớp học vẽ hả mọi người? Đúng rồi. Wow, vậy có nghĩa là ở đây là Sammy với lại là anh Siro là học sinh nè. Còn Simmy là cô giáo dạy vẽ đúng không? Đúng rồi. Wow, trời hấp dẫn quá vậy, trời vui quá vậy. Ơ, cho tôi tham gia với được không? Nhưng mà bây giờ full slot rồi, hết chỗ thì ở trong vẽ rồi, xin lỗi nha. Hả, gì kỳ vậy, gì mà không cho tôi vẽ vậy? Ủa mà Rô, anh tự nhiên anh đi học vẽ chi vậy? Anh không đi làm quay video cho mọi người xem đi học vẽ làm gì? Trời, em chưa nghe tin vợ, ngày mai anh nghỉ YouTube, anh đi làm họa sĩ. Gì? Ngày mai Rô nghỉ làm YouTube để Rô đi làm họa sĩ? Đúng rồi. Tào lao, anh nghỉ làm YouTube rồi Hero Team thiếu người rồi sao? Thì mình vừa làm qua sĩ, lâu lâu bắn về làm video cho anh em. Tào lao, vậy không được đâu anh phải tập trung làm YouTube cho anh là họa sĩ rồi. Làm sao mà anh ra clip cho mọi người xem đều được. Không được, trời. Làm họa sĩ nhiều tiền hơn, làm nhiều sĩ đi đây đó được. Thôi, trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Trời ơi, làm họa sĩ mặc dù là nhiều tiền thiệt á, nhưng mà chẳng lẽ bây giờ anh bỏ hết mấy bạn fan của anh trên YouTube để anh làm họa sĩ á? Không được, em không đồng ý đâu. Không đồng ý cho anh làm họa sĩ đâu. Thì mấy bạn fan sẽ đi ra ngoài để ủng hộ anh làm. Không được. Tào lao, mấy bạn fan là thích anh làm YouTube hơn chứ đâu có thích anh làm họa sĩ đâu, tào lao quá. Hay vậy giờ nè, nếu như mà anh nói anh là anh muốn làm họa sĩ á, vậy giờ anh có dám thi làm họa sĩ với em không? Thôi mày dám thách đấu anh luôn. Trời ơi, tất nhiên rồi. Em nói thiệt với anh nha, em cũng là một trong những người biết vẽ của Hero Team nha, chứ không phải là không biết đâu. Đó. Rồi Sammy nè, tôi với anh Rô sắp thi vẽ nhau nè. Sammy có muốn thi không? Ờ, thi luôn, sợ gì, tôi rồi. Ok ok. Tôi nữa. Ủa, Sammy cũng thi vẽ luôn hả? Rồi ok luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, chết rồi mấy bạn ơi. Hôm nay anh Siro anh bảo với mình á là anh muốn làm họa sĩ chứ anh không muốn làm YouTuber nữa. Trời ơi, không được. Nếu như mà anh Rô đi làm họa sĩ á thì Hero Team sẽ thiếu mất một người, cho nên là không được, không thể nào chấp nhận được. Bởi vậy hôm nay mình phải chiến thắng anh Rô ở trong cái gọi là cái cuộc thi họa sĩ này mới được, để cho anh Rô không gọi là bỏ YouTube đi làm họa sĩ nữa, để cho anh Rô thấy được rằng mình vẻ đẹp hơn anh Rô đó. Để anh Rô đổi ý, anh Rô phải làm YouTube. Anh Rô không được rời Hero Team, không được. Thôi, không xong rồi. Ok được rồi, vậy bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi thi vẽ nha mọi người. Chơi. Rồi chơi luôn, rồi ok bây giờ nè, 1, 2, 3 đi thôi, let's go. Rồi ok mọi người ơi, hôm nay nè em dẫn mọi người tới đây nè để chúng ta cùng nhau thi vẽ nha. Thì mọi người có thấy cái gì đằng trước mặt chúng ta không? Xin giới thiệu mọi người, đây chính là một cái tờ giấy A4 siêu to khổng lồ trong Mini World đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tranh ở trên những cái gọi là những cái tờ giấy A4 này nha. Nhưng mà chủ đề á sẽ là do gọi là hên xui nha mọi người. Qua đây nè, em sẽ cho mọi người chủ đề để vẽ nè. Qua đây. Nè mọi người coi nè, ở đây nè em có một cái cổ máy bằng kim cương nè. Thì trong cổ máy này á, nó có chứa những cái quả trứng của những con vật ở trong Mini World. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ bấm cái nút này, và khi mà nó ra con gì thì chúng ta sẽ vẽ con đó, mọi người hiểu không? Đó, bây giờ cho nên là bây giờ nè, người vẽ đẹp nhất chính là Simmy. Chúng ta sẽ nhường Simmy trước nè, rồi Simmy bấm đi. Rồi, Simmy phải vẽ con quái vật một mắt ở trên gọi là mặt trăng. Ồ, ok. Rồi, tiếp theo là Siro. Ok. Rồi, Siro là người sẽ phải vẽ một con gà bạn ơi. Ok rồi, Siro là con sói mà phải vẽ con gà. Trời ơi, thật là hấp dẫn quá đi. Rồi, tới lượt Sammy nè, Sammy sẽ vẽ con gì đây? Ok. Ồ, trời ơi, là
Sammy sẽ phải vẽ con sói các bạn ơi. Wow, con chó sói trong Mini World nè. Sammy là người phải sẽ phải vẽ con chó sói trong Mini World. Rồi tới lượt Phong nha. Búp. Trời. Trời ơi trời, không phải vẽ con heo. Trời. Không đâu, không vẽ là Timmy. À, đúng rồi, cái này là Timmy các bạn ơi. Rồi xong mấy bạn ơi, rồi ok. Vậy thì bây giờ nha, Simmy là người phải vẽ con quái vật một mắt trên mặt trăng nè. Anh Rô là người phải vẽ con gà nè. Sammy thì vẽ con sói nè. Còn Phong sẽ vẽ con heo nha các bạn. À nhầm, con Timmy nha các bạn. Tại vì trong Hero Team ai cũng kêu Timmy là heo hết các bạn ơi. Rất cái này là mình chọc cho nó vui thôi nha, chứ không có gì đâu nha các bạn. Ok rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video và xây dựng thôi nào các bạn ơi. À không, phải nói là vẽ tranh mới đúng. Rồi, vào video vẽ tranh thôi nào. Rồi em chọn cái tấm nào đây. Rồi, vậy là Simmy tắm ở đây đúng không? Rô tắm ở đây, vậy em tắm bên đây nha. Ok rồi, bay qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình cái dụng cụ để vẽ tranh nữa bạn ơi, chính là một cây súng. Rồi, mình sẽ phải vẽ con heo đúng không ta? Rồi, con heo thì phải vẽ như thế nào ta? Đầu tiên thì mình nghĩ rằng mình sẽ cần phải chọn màu đen để mình xây cái viền ở bên ngoài cho nó. Ok. Con heo trong Mini World thì nó giống y hệt như trong Minecraft luôn, đó chính là nó hình vuông các bạn ơi, cho nên là sẽ dễ vẽ thôi, không hề khó chút nào đâu. Mình sẽ vẽ một con heo nha. Ô khoan, hình như mình tô sai từ, để mình xíu. Con gà mới khó vẽ nè. Trời ơi, con gà là dễ vẽ nhất luôn á. Em thấy con gà dễ vẽ nhất luôn á. Rô nghĩ sao? Ủa, vậy làm sao ai đổi màu vậy? Quên bấm R. Bấm chữ R á. Ok. À, ok. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ đầu tiên sẽ là cái đầu con heo nha các bạn nha. Mình sẽ vẽ này. Chết lem ơi. Trời ơi, vẽ sao mà lem luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ vẽ cái đầu con heo nè. Đầu con heo thì mình sẽ vẽ cho nó là hình vuông nha bạn. Bởi vì là con heo trong Mini World với là con heo trong Minecraft, con nào cũng y hệt nhau hết. Đó chính là nó có hình vuông các bạn ơi. Mấy bạn có để ý không, con heo ở bên ngoài á, thì nó có gọi là hình tròn đúng không? Người ta thường nói là heo, con heo mập tròn do hiểu không? Còn trong Mini World á, thì con heo với lại là con heo thì nó lại có hình vuông các bạn ơi. Nhìn khá là bựa. Đó, mình sẽ vẽ con heo nha. Ai, không biết mình có vẽ đẹp hơn Rô được không đây. Rô thì Rô là người vẽ con gà nè. Trời, con gà nè. Đó, còn Simmy thì vẽ con quái vật trên mặt trăng. Sammy thì vẽ con chó sói. Trong đây là mình thấy là để ý là có Simmy với lại Sammy là hai người vẽ rất là đẹp luôn nè. Còn mình với lại Siro thì lại gọi là không biết vẽ bạn ơi. Cho nên là mình với Ro là người chiến đấu nhau nha. Còn Sim với Sam thì sẽ là người vẽ chung thôi, chứ không có tính điểm nha bạn. Đó, chứ bọn mình làm sao mà vẽ lại Sim với Sam được. Trời ơi. Ok. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đến cái phần gọi là mắt mũi con heo nè. Đó, thì con heo thì mình sẽ vẽ cho nó một con mắt thật là to luôn bạn ơi. Ok. Rồi, xoay qua đây. Đây sẽ là cái lông mày của con heo nha. Đây, một bộ lông mày của con heo. Rồi, đây sẽ là cái chấm này sẽ là con mắt của con heo nè. Đó, con mắt của con heo nè. Tiếp theo nữa, con heo thì nó có một cái mũi rất là to, cho nên chúng ta không thể nào mà không vẽ cái mũi của nó được đúng không? Chúng ta sẽ vẽ cái mũi của nó nha. Rồi ok bạn ơi, mình đã xây xong cái mũi con heo luôn rồi nè. Đó, thấy không? Cái mũi con heo xây xong rồi nè. Tiếp theo nữa là mình sẽ vẽ cho con heo một cái lỗ tai nha. Con heo thì cái lỗ tai của nó mình sẽ xây hình tròn đi. Ơ chết, mình chọn màu đen mới đúng chứ. Ok, mình sẽ xây cho con heo một cái lỗ tai hình tròn nè. Đó, một cái lỗ tai hình tròn do luôn bạn ơi. Rồi ok. Hey, trời ơi, con heo của mình bảo đảm sẽ thắng anh Siro luôn bạn ơi. Mình nghĩ là như vậy rồi đó. Ok. Trời gáy không gáy. Trời không gáy. Gáy gì đâu. Trời ơi, tất nhiên là em phải vẽ đẹp rồi, thấy không? Con heo của mình quá đẹp luôn nè. Rồi để mình qua bên đây mình xem thử nha. Anh Siro ảnh đang xây. Trời, cái này là con gà hả Rô? Gà lực sĩ em, gà lực sĩ. Trời ơi, con gà gì đâu mà nó cơ bắp cuồn cuộn, xấu muối vậy nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè. Con gà người ta là người ta có cái cánh, ông Rô ông xây cho con gà nguyên một cái gọi là một cái cánh tay cơ bắp lực lưỡng luôn các bạn ơi. Kiểu này con gà này nó mà đấm mình cái chắc mình cũng rụng răng luôn quá. Trời ơi. Rồi ok. Rồi, Simmy. Ủa, Simmy đang xây con quái vật trên mặt trăng á hả? À đúng rồi. Vậy đó không? Trời ơi, nó cái chân nó rất là dài luôn. Cái con người ngoài hành tinh của Simmy á, con người ngoài hành tinh của người ta ha, là nhìn cute gì đâu luôn. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Đâu ta? Người ngoài hành tinh. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha, sự so sánh giữa khác biệt giữa con người ngoài hành tinh của Simmy với lại của game nha các bạn xem nè. Người ngoài hành tinh người ta là cái chân cực kỳ ngắn luôn bạn coi nè. Đây mình sẽ chui ở đây cho bạn coi nè, không? Cái chân nó ngắn ngủn nè. Nè. Với lại nhìn nó cực kỳ dễ thương luôn. Rồi Simmy xây con người ngoài hành tinh của Simmy cái gì đâu mà chân dài y như Ngọc Trinh luôn vậy? Gì đâu mà trời dài như người mẫu vậy? Vậy chứ, phải vậy, phải siêu mẫu lên cho nó đẹp. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là người ta gọi là người ta yêu quái 2020 rồi chứ không phải 2019. Mình đang nghi là con này nó uống sữa Milo nhiều lắm nè, cho nên chân nó dài ghê luôn bạn ơi. Rồi. Rồi bây giờ để qua xem con chó sói của Sammy xây như thế nào rồi nha. Ồ, Sammy thì xây theo một cái style rất là dễ thương bạn ơi, một con chó sói rất là mập. Béo ú ú luôn các bạn ơi, coi nè, thấy không? Con chó sói nó mập, nhiều khi tí nữa nó xây ra nó mập còn hơn con heo của mình nữa luôn á. Ủa Sam, đang xây con chó sói hả? Chó sói nè.
Wow, đẹp dữ ta. Dễ thương, mà con này người ta là gọi là giống giống chó này, người ta gọi là chó gì vậy? À, chó sói bóng đêm. Đó, vậy thôi. Gì? Gì chó sói bóng đêm sao tôi nhìn nó giống cái con ngáo ở trong TikTok người ta hay xem quá ta. Dễ thương mà. Ờ ok rồi, bây giờ tôi tiếp tục xây nha bạn nha. Ôi mình chưa gì mình thấy ông rô ổng xây nhìn hơi ghê ghê nha bạn nha. Nhìn nè bạn coi nè, con gà sáu muối lực lưỡng bạn ơi. Trời ơi, thôi mình phải xây tiếp tục cho xong con heo của mình đây. Rồi bây giờ tới lượt cái phần gọi là chúng ta sẽ xây tay chân cho con heo nha. Thì mình sẽ xây cho con heo một cái cặp chân thật là ngắn luôn. Rồi ok bạn ơi, mình đã xây xong gọi là cánh tay cho con heo mình nè. Sao mình thấy con heo của mình hình như nó hơi mập mấy bạn ơi. À không, heo là phải mập là đúng rồi, chứ còn gì nữa. Ok rồi, bây giờ đến phần tô màu cho con heo nha. Thì mình sẽ tô cho con heo của mình có màu hồng nha các bạn nha. Chọn cái màu hồng nào đó cho nó đẹp đẹp lên xíu. Ok màu hồng này đi, mình sẽ tô màu cho con heo của mình nha. Rồi đó, ui hình như cái màu hồng này nó hơi quá rồi, nó hơi quá rồi, mình phải chọn cái màu hồng nào đó nó nhẹ hơn xíu. Ở đây màu hồng này được nè. Rồi ok, mình sẽ tô nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, mình đã tô xong con heo của mình rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại những cái chỗ nào mà nó bị gọi là bị hỏng nha. Chẳng hạn chỗ này nè, nó bị hỏng nè, mình sẽ tô lại nha. Đó, tô lại cho cánh tay bị hỏng nè, tô lại luôn nè. Đó, ok. Ơi, còn cái lỗ tai con heo mình chưa tô, quên mất. Từ từ, bây giờ mình sẽ tô cái lỗ tai của con heo nha. Đó, nè, tô nè. Đó, ok. Rồi, bây giờ con heo của mình đã xây xong rồi. Nhưng mình thấy nó hơi thiếu gì các bạn ơi. Để xem coi. Phòng ơi, thiếu nè, trời ơi, nhìn quá trời, tôi biết cái thiếu gì rồi, biết thiếu gì không? Thiếu gì? Vũ heo, 1, 2, 3, 4, 6 cây vũ heo. À, đúng rồi các bạn ơi, quên mất. Mấy bạn có biết không, con heo trong Minecraft với lại con heo trong Mini World là nó có đến tận 6 cái vũ lận. Cho nên giờ mình sẽ vẽ cho nó cái vũ cho nó nha các bạn. Đó, ok rồi, để mình vẽ cho nó nha. À, chúng ta sẽ tô cái giữa bụng con heo nè, đó. Tại vì con heo là nó đẻ rất là nhiều con, cho nên chúng ta sẽ phải gọi là xây cho nó, không phải là xây mà chúng ta phải vẽ mới đúng, phải nói là vẽ mới đúng. Chúng ta sẽ vẽ cho nó thêm 6 cái vú nữa để cho nó cho nó có gì nó sinh con, nó cho con nó bú bạn ơi. Đó, ok rồi. Để mình vẽ đây nha. Đây, bên đây ở đây đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cho chúng ta một cái màu đỏ nha anh em. Đó, chúng ta phải gọi là vẽ bằng cái màu đỏ luôn, nhìn cho nó hấp dẫn các bạn ơi. Đó. Ok rồi. Qua đây nè, chúng ta sẽ chọn chỗ này một cái nè, sau đó dưới này một cái, rồi bên đây một cái nữa. Ok rồi, đó, vẽ con heo 6 cái vú. Ok rồi, ok bạn ơi, mình đã xây xong con heo của mình đây nè. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Đó, cực kỳ đẹp luôn nha bạn nha. À khoan, còn thiếu gì không ta? À còn thiếu, quên mất, con heo là cần phải có cái móng heo nữa. Đúng rồi, con heo là nó cần phải có cái móng heo bạn ơi. Mình sẽ xây cho nó cái móng nha. Đây, đó, vậy hấp dẫn hơn nè, vậy nhìn đẹp hơn nè, phải có cái móng heo nữa nhìn nó mới đẹp, các bạn hiểu không? Ok rồi, bên dưới chân này thì mình thấy chân nó ngắn quá thôi, mình không vẽ móng ở bên dưới chân đâu. Ok rồi đó bạn ơi, mình đã xây xong con heo siêu to khổng lồ của mình đó. Bạn thấy hấp dẫn chưa, thấy đẹp chưa? Rồi ok, giờ qua xem những người khác xem sao nha. Siro thì ảnh đang xây trời. Chưa gì mà tôi thấy là bức tranh của ông Siro ổng xây đẹp hơn mình rồi các bạn ơi. Chưa gì mình thấy Rô xây đẹp hơn mình rồi đó. Trời, mấy bạn coi nè, đây là một con gà trống đúng không Rô? Con này là con gà trống đúng không? Đúng rồi. Ừ, một con gà trống mà nó cơ bắp sáu múi các kiểu, nó cầm cục tạ nữa các bạn ơi. Nè các bạn coi nè, đang cầm cục tạ nè. Trời ơi, nhưng mà công nhận là đẹp thiệt các bạn ơi. Các bạn coi nè, con gà trống sáu múi cầm cục tạ. Ok rồi, còn Simmy coi xem như thế nào đây. Simmy thì đang xây một con người ngoài hành tinh, và con người ngoài hành tinh này nó đang có một cái cục gì trên đầu vậy? Cái này là gì vậy? Ủa Sim, cái cục này là cục gì ạ? Cái mầm cây của tôi á, tôi muốn đánh trong lãnh thổ mà. À trời ơi, Simmy mỗi lần xây con gì là cũng phải có cái mầm cái mầm cây trên đầu, kỳ cục vậy ta. Ok rồi, bên dưới Simmy đang vẽ thêm một cái chữ gọi là Simmy nữa bạn ơi. Đó, ok. Thì con người ngoài hành tinh này nhìn cũng đẹp, nhưng mà nếu mà phải nói thì mình công nhận rằng là Rô vẽ con gà này nhìn đẹp hơn con người ngoài hành tinh này. Các bạn biết sao? Bởi mình chưa bao giờ thấy một con người ngoài hành tinh nào mà nó có cái chân dài như thế này hết bạn ơi. Cái chân dài gì đâu trời. Người ngoài hành tinh người ta nhìn dễ thương lắm mà. Chân dài là mua đồ, ông hiểu không? Mua đồ, nét tóc mua đồ đó. Trời ơi, mai này Simmy sẽ cho con người ngoài hành tinh này đi làm người mẫu bạn ơi. Rồi, để qua coi Sammy xây sao nha. Qua đây xem coi. Wow, Sammy xây theo một cái style dễ thương các bạn ơi. Coi nè, nhìn cực kỳ dễ thương luôn nha. Wow, bạn coi nè. Đây là một con chó sói mặc một cái bộ quần áo giống y hệt như bộ quần áo của mình trong Minecraft luôn các bạn ơi. Đó, rồi với lại là con chó sói này có hai cái má hồng nè. Ơi,
đúng rồi, mình phải copy mới được, mình phải xây cho con heo của mình hai cái má hồng, đúng rồi. À khoan, nhưng mà con heo của mình nó màu hồng rồi, làm sao mà xây má hồng được nữa ta? Quên mất, má okay. Đỏ, má đỏ, má màu đỏ. Má màu đỏ hả? Ok, để thử coi. Mình sẽ thử lấy màu đỏ nè, đó, xong mình xây cho con heo của mình hai cái má màu đỏ. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Nhìn hấp dẫn chưa? Ok, rồi, ok bạn, các bạn xem nè. Thì mình phải công nhận một điều là cái bức tranh của Sammy vẽ cũng đẹp luôn đó. Trời ơi, tính ra là mình đã gặp hai đối thủ mạnh. À không, ba đối thủ mạnh luôn anh em ơi. Người nào xây cũng đẹp hết. Đây, mình sẽ lùi ra cho anh em xem nha. Đây, đây là bốn bức tranh của gọi là bốn thành viên của Hero Team. Chính là Sammy, Phong Cận, Siro với lại là Simmy xây với nhau. Và mấy bạn thấy bốn bức tranh này, bốn bức tranh này là bức nào là đẹp nhất á, thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Đây, số 1 nè, số 2 nè, số 3, số 4. Mấy bạn thấy bức tranh nào đẹp nhất hãy bình luận gọi là số và sau đó là tên của người đó nha. Chẳng hạn như là số 1 là Sammy đúng không? Mấy bạn hãy bình luận số 1, sau đó bạn ghi thêm chữ Sammy vẽ đẹp nhất đó. Mấy bạn thích bức tranh của Phong Cận thì các bạn ghi là số 2, bức tranh Phong gì? Phong Cận vẽ đẹp nhất đó. Mấy bạn thích bức tranh của Siro thì các bạn ghi là số 3, Siro vẽ đẹp nhất. Simmy thì các bạn ghi là số 4, Simmy vẽ đẹp nhất đó. Bạn comment như vậy cho mình nha, để xem coi là fan của ai đông hơn và ai sẽ là người được gọi là bình chọn vẽ đẹp nhất nha. Chứ mình thấy là con heo của mình là nhìn nó xấu nhất kìa các bạn ơi. Ok, rồi ok bạn ơi. Thì video đến đây mình nghĩ cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mà đó subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người bên Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Các bạn đừng quên là hãy bình chọn xem bức tranh của ai đẹp nhất nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Bye bye. Bye bye.